Ui, cái chơi, cái chơi. Cái chơi trắng gì á? Trắng. Còn đang bự với da nẩu. Ui. Rồi, anh em dây xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Đầu video cho anh em gửi lời cảm ơn cô dì chú thím, anh chị và các bạn đã xem video ủng hộ cho anh em rất là nhiều luôn cả nhà. Chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe nha. Thì bữa nay anh em tiếp tục đi cắm câu ở nhà. Bữa nay anh em đi cắm ở vùng đất này là vùng đất Kiên Giang rồi cả nhà. Chỗ này là Kiên Lương. Thì cái chỗ này thì hầu mùa nước rồi đó, là mấy anh em cũng có đến đây cắm câu mồi nhái cắm cá lóc đó cả nhà, thì cũng có cá nhiều lắm. Nhưng mà cái mùa này thì hai anh em đi cắm thử mồi trùng để kiếm cá chê thử cả nhà, có cá chê hay không cả nhà ơi. Thì con kinh của hai anh em chiếm là hai con kinh ở dưới đây nè cả nhà. Đó, con kinh trước mặt cả nhà nhìn thấy nè. Đó thì ở trên đây mới chờ mới mua một đám khá là lớn luôn cả nhà, nhìn ướt hết trơn rồi. Anh em nhờ hên, anh em đi lại đây nhờ hên là có cái nhà. Cái nhà này thì của chắc của ông chủ đất không cắt ống chứa đồ này cả nhà, chứa phân chứa phướng này này kia nọ đó. Rồi hai anh em vô đây đục mưa luôn cả nhà. Thì bây giờ cũng đã 5 giờ mấy á, 5 giờ rưỡi á, anh em sẽ chuẩn bị móc mồi cả nhà, móc mồi trên thủ móc mồi cái đầu để mình đi xuống con kinh đó, mình cắm câu để cho kịp, để thâu chút xíu tối với lại mưa nữa cả nhà, nó lu bù dữ lắm. Thì không gài đó, hai anh em không có video đăng cả nhà mình xem là do anh em cũng từ ở trên Bình Dương anh em di chuyển về An Giang thì hai anh em cũng đi cắm một đêm ở trong cái đồng nhà đó cả nhà, thì thất bại cả nhà, không có cá ha. Cho nên bây giờ anh em rồi xong anh em cuốn câu sáng anh em mới chạy xuống dưới Kiên Giang này cả nhà, vô mấy cái điểm cũ hồ trước cắm cá lóc đó, cắm thử mồi trùng thử coi có dính không cả nhà. Rồi thì nãy giờ đó cả nhà, anh em cũng mỗi câu xong rồi, giờ anh em đi cắm luôn cả nhà. Trời ơi, ông đang bảo sao cả nhà, thứ ông cứ bảo hoài đi đâu ấy. Trời này thì anh em đi phải bỏ ra dép ra cả nhà, đặt cái này đi dép dính dữ lắm, dính này nãy dưới đây nè cả anh đậu cá gì đục lớn dữ lắm, cái ấy đó, cái móng ăn móng vứt vậy. Đường đây thì đường đất đỏ cả nhà, chị ở ngoài đây thì có cát cát hơi hơi, nhưng mình đi dép chút xíu là nó dính một cái là này. Dính gì non dính dữ lắm, dính rồi. Giờ anh em xuống trận đầu tiên, hy vọng tối nay anh em chiến cái con kinh này sẽ có cá cả nhà, sẽ có clip cho cả nhà mình xem, chứ mấy hôm gài đi thì cũng thất thu quá cả nhà, thất bại quá rồi. Giật cao quá. Cầm kỳ sao sâu anh đậu cá nó lòi luôn á. Trời cũng mưa, đất nó còn ướt nữa kìa. Giờ cả nhà anh em cũng cắm câu xong rồi, thì ở vùng đất Kiên Giang cả nhà là muỗi dữ lắm rồi cả nhà,
Đó, này anh nhờ có cái loại nhang mũi này nè cả nhà, cho nên đốt á, cho nên không có mũi ha đâu. Được cái hiệu nhang mũi cho cả nhà xem coi đâu. Rồi cái loại nhang mũi là nhang này là như nhang nhang mũi Thái, nhang mũi Campuchia gì cả nhà ơi. Thái. Thái hả? Ừ. Cái nhang này rất là hay luôn nha, đốt là không có con mũi luôn. Mũi dạ dạo dạo. Nãy giờ thì hầu chiều đó cả nhà, hầu chiều có con đám mưa. Đó, con đám mưa giờ hai anh em đi soi vòng vòng có cóc hay là có ếch hay có ở nương gì không ấy. Có mình bắt gà con mình để chút xíu mình làm đồ ăn ở đâu rồi. Đây có cóc á, cóc mình xong ăn ngon lắm á. Đi. Câu thì anh em chưa có thăm cả nhà, tại câu anh em cắm với cương kinh này nè. Nãy giờ xuồng ghe chạy qua quá trời luôn. Chạy tới chạy lui động, cho nên chút xíu anh em hãy đi thăm. Đi xôi theo mấy cái đường đường kinh à. Đầu gọi đèn giống hịch đi bắt ếch luôn hả Đồng? Đồng cóc đâu? Ở đây đây hả? Đồng phát hiện con cóc rồi nè. Cóc cóc mình sao mang ăn ngon. Con cóc rồi nhau. Cóc nè. Bắt cái đậu à. Cóc này mình xào dưới măng ăn ngon lắm đây nha. Lắc xào măng mình mang cho sạch sẽ, mình bỏ bộ đồ lòng hết trơn luôn mình ăn được cái chứ không có sao đâu. Không biết mặn ăn dài ngộ độc hết á. Cái món này mình phải biết mặn cho kỹ biết làm mới được, còn biết là mặn ăn ngộ độc hết luôn. Mình chịu, ở đây có cái bụng, có cái bụi tre này cả nhà, đậu chích được mấy mục mặn thì tre ở dưới cái bờ kinh này đó thì thuộc của nhà nước cả nhà, mình phải ăn được không sao. Còn ở trên đây thì mới là của đất của bà con này. Ở đây cái đường kinh, ở dưới đây thì thuộc cái đường kinh mà thuộc ở dưới mấy sông á. Anh đâu phát hiện con cóc nữa cả nhà. Ở đây sao cóc nhiều đâu. Đây cóc nhiều. Cóc kêu. Đâu rồi, nhảy mất tiêu hả? Ôi giời, con cóc kìa cả nhà. Có nghe có ếch kêu luôn đó đọc. Ôi ôi, con cóc chúa không à. Ôi cóc chúa này cả nhà ơi. Cóc này mà mấy đứa em bé đó bắt vài con nấu cháo cho ăn ha, bổ. Con cóc này nhỏ. Bự nhỏ. Được. Bắt luôn đi. Công nhận tôi đây cóc quá trời cóc luôn. Rồi đây con nè. Đây một em cóc nữa cả nhà. Ồ ha. Bắt đầu lượm bên đâu rồi. Lượm này. Bây giờ được mấy con rồi đâu? 4 con rồi đó. 4-5 con rồi. Bữa nay mình đi bắt cóc luôn cả nhà. Cá mắm thấy sao nó kỳ quá. Ôi ở đây cái nào, đây có nè. Ồ, cóc tà bá luôn. Cóc này cóc chúa luôn. Đậm đậu à. Cóc chúa luôn. Chứ không còn nói những cóc nhỏ nữa. Giờ này nó mới ra nè. Quả cóc rồi. Lùm đậu rồi. Nói gì cóc với nhau. Nó. Ôi con cóc rồi trời. Công nhận này cóc quá trời cóc luôn đâu. Ủa đây cóc dữ thằng luôn. Ôi ôi con nào thấy bành không không nổi luôn. Xua không à. Bà bá luôn. Thôi rồi. Ôi bà đã quá im luôn cả nhà. Bữa nay xào một nậu cóc luôn. Cóc này mình xào măng ngon, nấu cháo cũng được, nấu cháo ngon lắm. Đây cả nhà, lục cái này lục rồi cả nhà, nằm đây nè. Nằm trong cỏ đó. Cái đầu đó ghê không.
đi cẩn thận nha, đọc lục lắm á. Đây con nè, đây con. Ồ đây cái này cái nhà cốc quách à, quách đâu. Em đây là đây nghe nó. Trốn đâu mất rồi. Hay quá gì. Hay lắm. Nghĩ nó mất tiêu mình đâu. Nó nè. Cốc này. Trời ơi nó giờ bắt bắt luôn kìa. Đóng luôn. Đi cái nhà xem coi nào. Rồi đây giờ bắt đóng cốc luôn rồi cả nhà. Này quá cốc à. Này có nghe tiếng ớt chiều nữa nè. Đây có căn nhà của bà con ta cắt làm lúa này, kho hay. Anh Tàu gặp cái khế đậu khoái rồi nha. Quá trời trái đâu. Quá trời trái chứ. Ngon nè. Ngon thử cái chua. Mà cái ngọt nuôi. Cái ngọt. Cái này ta trồng kỹ cái gì vậy Quỳnh? Quá em. Thôi đi. Mẹ cho ăn thử rồi. Trời ơi, mênh mông luôn. Ôi ôi. Cái nha. Anh em được bắt tí xíu một đống cốc thôi. Này ký mấy hay ký vậy nè? Ký mấy á. Cốc này đó cả nhà, cốc này là mặn nấu cháo ăn ngon. Anh Đậu bây giờ cuộc để đó đi, anh em mình đi thăm một dòng câu coi. Đi. Câu coi coi có cá mắm gì không cả nhà. Ôi rồi cốc này cả nhà, đâu tiêu. Nhảy ra đây nó ăn bù hông luôn nè. Anh để cái này ở đây chút xíu nó kêu mấy con cốc kia rồi. Đi Đậu ơi. Giờ anh em sẽ đi thăm câu vòng cái nhà để kiếm cá gì nấu cơm ăn coi. Bữa nay mà không có cá thì anh em sẽ ăn cốc luôn. Làm mỡ cốc anh em xào hay nấu canh chua cũng được. Giờ anh em xin mời cả nhà đi thăm câu với anh em. Có cá anh em sẽ quay lại những cái cảnh chín cá cả nhà mình xem cả nhà. Còn những cần nào không chín thì anh em bỏ qua cả nhà. Đây, mấy cần đầu tiên ở đây luôn nè. Cho thấy im ru vậy anh đọc. Còn mồi. Còn mồi luôn, cá gì lậu á. Đi nãy giờ cả nhà, ở khu vực ở đây chắc không có cá chê hay sao nè. Không có dính cả nhà, đây dính con cá gì nhịp nhịp dưới đây. Nhịp không biết có dính không nữa này hay là cá rỉa. Rồi cá rỉa nậu. Đậu. Cá rỉa. Cá rỉa luôn. Còn màu nguyên. Bữa nay anh em này chắc là thất thu rồi cả nhà. Thất thu đêm nay nó là hai đêm rồi. Mấy cái đường kinh yên thấy ghê luôn gì mà không có cá chê. Cá chê cá lóc gì không thấy luôn. Ồ, đây con nè. Bữa nay anh em đi cắm câu thắt thủ ở cả nhà. Đổi lại cốc quá trời luôn. Quá trời cốc luôn. Đậu cầm con nữa kìa. Bành bành không. Anh em vừa bắt cốc vừa bắt nhái luôn cả nhà. Đi thăm câu thì không có cá. Để nãy hồi chiều thì có ghe xuồng chạy quá trời luôn. Không biết có động không. Để sáng mai thì cả nhà có dính không. Giờ anh em đi về cái làm thịt cốc. Cơm ăn. Anh em đi lây cay cũng kiếm vợ nhái ở nhà để bắt bỏ vô thùng đó. Rộng đó để có cắm câu mình cắm. Ồ đây em nó là đây hậu. Đó. Cọc cả má luôn. Cọc cây. Bắt cái đầu rồi. Phải thấy ớn không? Ủa không? Bành bành không? Một đống cốc luôn đó nha. Còn ở trong đây nữa nè, kìa nó trốn đó nó kìa đó. Quá trời luôn, bu lên ăn một hông. Anh em mắc nhiều, không mắc nữa.
Còn mày bụi cây nữa. Ôi ôi, cốc này mày bắt chút xíu trong một đống luôn á đậu. Ý là anh em đi vòng vòng khu này không á. Anh em đi vòng 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 đi xa, hai anh em mình đi mà dài dài mày kia hay bắt nữa hay chắc. Ngon một luôn à. Một cốc luôn. Rồi cả nhà thì hai anh em đi thăm câu đó cả nhà, thì nói chung bữa nay thắt nữa rồi, chắc thắt nữa cả nhà. Cái dạo đầu tiên này thì không có dính con nào luôn cả nhà. Giờ hai anh em cũng bắt mớ cốc nè. Giờ hai anh em sẽ nấu cơm ăn cả nhà. Chứ giờ không nấu cơm ăn cũng không có gì ăn luôn. Anh em đi thì chỉ có đem gạo đem nọ thôi. Nãy thì anh Đậu cũng có vẻ được mấy mục măng rồi cả nhà. Rồi giờ hai anh em sẽ lấy cốc mình xào măng hay nấu chua măng gì cả nhà, nấu cơm à. Rồi em chờ lăn thùng phi nữa Đậu ơi Đậu. Mưa nữa hả? Ừ. Đây là cái nha, đây là cốc đậu đánh măng này nha, măng chỉ có một mớ thôi cả nhà, mà nhiều quá hai nay măng hết rồi. Thì nãy đậu cũng có bẻ được ba củ măng, giờ anh em sắt ra mình nấu con chua anh đậu. Ừ. Chính là bổ lên ngay gốc luôn đâu. Đây cả nhà, đây là măng mấy anh em cũng sắt ra xong rồi nè. Đó, bây giờ mình đem lên mình luộc sơ một cái. Cốc thì chút xíu mình luộc xong cái mình sẽ nó còn chua cốc luôn cả nhà. Rồi đổ măng vô luôn cả nhà ơi. Ở kiều quá kiều anh Đậu à. Kiều núp ở đâu không anh Đậu? Xôi xôi cả nhà. Giờ để cốc vô. Cốc vô. Món này món mới nữa nè Đậu ơi anh Đậu. Độc lạ Bình Dương luôn á. Cốc nó con chua cả nhà, món này nào giờ chưa ăn được mà anh Đậu nó ngon lắm nè. Giờ để nậu nấu thử mình ăn thử cả nhà xem sao. Bây giờ anh em xin mời cả nhà của chú chị và các bạn dùng cơm với anh em cả nhà. Thì bữa nay anh em đi Kiên Giang cắm câu đó cả nhà, thì chưa bắt được cá cả nhà. Bữa nay đi cái điểm này điểm mới luôn, thì cắm câu thì không có dính được cá nào hết trơn luôn. Vì bữa nay anh em cũng hên là chờ mưa đó cả nhà, cũng được bắt được mang tóc đó cả nhà, cho nên anh em cũng nấu anh chua cốc luôn. Hồi nào giờ cũng chưa ăn, anh Đậu anh nấu thử ăn thử cả nhà. Ai mời cả nhà anh Đậu ơi. Mời cả nhà dùng cơm luôn cả nhà ơi. Cốc nó chua cả nhà. Ăn cốc nó chua bữa thì ăn ếch nó chua hoài cũng vậy à. Mà ăn món độc lạ Bình Dương bữa ơi. Giờ ăn măng thấy măng ngon. Nội êm độc. Đi mất. Cốc là mình xào măng, mà bữa nay tại vì mình không có dột phải không? Không có giờ ăn cả nhà, nấu con chua luôn. Dậy rồi không? Cốc này đúng là như xào, xào ngon. Mình
nãy cả nhà bên đây cũng ngày nay ở đây cũng mười mấy đám luôn á nha. Thì mới nãy anh em đi thăm câu đó thì cũng nãy cũng bà con người ta làm lúa đây nãy nha, thì người ta chạy xuồng tới xuồng lui cả nhà, chắc đậm cá không ăn sao. Thì bây giờ là cũng giãn người chứ ngày không còn ai đi tới luôn nữa. Với lại cái nãy có đám mưa nó hy vọng sáng mai cá ăn, sáng mai anh em sẽ có cá lên cả nhà. Măng con nhỏ đây cóc nhiều dữ đâu rồi. Cóc đây mà chịu bắt ha, đập đầy cái túi đó luôn. Cóc nhà thịt ăn ngọt kìa, con nhà nghe là mình đó kêu có kêu nữa. Chủ lúa này ta mới xạ dài rồi. Đây, xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Chào cả nhà anh Đậu ơi. Xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Cả nhà vui. Thì hôm bữa đó cả nhà thì hai anh em có cắm câu ở Kiên Giang đó cả nhà mà bị thất bại đó cả nhà. Thì bữa nay hai anh em có mặt ở đây là Vĩnh Long cả nhà. Thì anh em Dương bữa nay dắt hai anh em đi trải nghiệm cắm cái đường kinh ở đây nè cả nhà. Thì hai anh em xin phép cả nhà cho hai anh em ghép cái video này vô chung với cái video mà hai anh em cắm câu ở Kiên Giang bị thất bại luôn cả nhà. Thì giờ này cũng tối rồi nè, ba anh em đang sửa sạn móc mồi để mình cắm cái con kinh này nè cả nhà. Con kinh này thì khu vực này thì ở Vĩnh Long. Em trai Vương dắt anh em đi chỉ trong cái khu này cũng có cá nè, bữa nay mấy anh em trải nghiệm cái khu này thử coi. Hy vọng mình sẽ lên được cá để quay để cả nhà mình xem rồi cả nhà. Rồi cả nhà, thì chiều mấy anh em cũng cắm câu xong rồi cả nhà. Rồi bây giờ đã đến giờ mấy anh em đi thăm rồi. Bây giờ mấy anh em xin mời cả nhà đi thăm câu với mấy anh em rồi cả nhà. Giờ mình đi thăm cái luồng câu bên kia trước. Rồi chiều anh Đậu anh cắm một luồng, em cắm một luồng. Này đi qua cái câu dừa luôn anh Đậu. Rồi cả nhà, là cái câu đầu tiên cả nhà. Mở hàng cái con đậu. Ồ, cái câu này sao lệch xuống nè. Ồ, nó có lý rồi nè, lệch đâu. Úp rồi, úp rồi. Dính con gì đây? Đây. Ui, ui, cái chơi, cái chơi. Cái chơi trắng gì hả? Trắng. Rồi đó, mở dưới da đậu. Ui, cái chơi cả nhà. Quá đã. Ui, cái trắng. Quá ngon. Hết sức lâu mới thấy cảm giác này hả Đậu? Quá lâu rồi mới gặp mặt lại á. Em gà đi tận bị mớm không hả? Có tận nay rồi. Bữa nay mới thu lại hả Đậu? Mới thu lại mới được. Có giờ cá đi vô định. Đưa cho cái nhà xem cái cây. Đó. Quá im luôn, bỏ vô Đậu ơi. Giặt cái thùng đó cây. Dàn cái lấy hơn. Bữa nay có em vui đi theo hơn nè. Hello cả nhà. Vừa là chuyên bán cần câu nha cả nhà. Để cái video sau trên sẽ giới thiệu rõ ràng hơn cái cần câu của em Dương làm cả nhà. Chắc ngày nào cũng lâu đi luôn á. Để cái trước đây coi có em nào không. Cái này em ru bò ru còn mồi hả? Ui, còn vịt ướt gọt nữa nè. Còn không, cái này có tin nữa nè cả nhà. Còn nó biết đó, những cái đó. Chơi cái chơi, cái chơi nhỏ mà nhiều. Chơi cái lóc. Cái lóc con ơi. Cái lóc con ơi. Có đó hay không hả? Cái lóc đó.
thấy rồi, quăng vô cọng cỏ này. Nấu cá mát với anh Độc. Cá nhỏ thả anh Độc ơi. Cá nhỏ thả. Thả hả? Ừ. Cái nửa mình nó lớn hả bắt. Cái lớn thịt thà gì đâu ăn. Đi nữa đó Độc. Mà mấy anh em mà sử dụng mồi trùng rồi cả nhà, mồi trùng một bữa mấy anh em đào này, giờ còn được mới. Con nhí nhủi luôn rồi. Bữa nay mới thấy cảm giác cây cần câu nhịp anh đâu. Để cho nó nhịp xíu này đâu. Nó. Ủa, nó nhịp rồi cả nhà. Lên đâu anh? Lên rồi còn cái gì vậy? Ui, cái chơi. Ui, quắn không? Trời. Chị trắng nữa. Chị trắng. Ôi, quá đã. Chắc cái ngạnh nó cho nó an toàn đấy nha. Cái mương này nhỏ xíu gì mà cũng cá dữ ha. Bỏ chơi cá. Đó, hai em. Đi thằng trước hết hả? Dạ đã. Ở đây có nhiêu cây đó hả? Trời ơi, nước lúc hết trơn luôn anh Đậu ơi. Ê, còn cái bộ đó có con vinh kìa. Con vinh kìa, con vinh kìa. Ờ, đây là nhiều con vinh kìa. Đây, con vinh kìa. Ui. Ui, cái gì? Ui, chê. Chê. Chê trắng nữa ui. Trắng. Ôi, ôi. Rồi chị ăn bún luôn ha. Phải nó ăn rồi, phải cái chè nó âm trứng. Chè âm trứng. Âm trứng sắp là đẻ. Cứ thế nào? Cứ cái. Kẹt cái ấy thì. Kẹt lại. Kẹt cái ngạnh á. Cắt cái nét tay thì tay phải kêu rồi. Vậy là an toàn đúng không? Quay cậu rút chân cả. Nước là nước lên cái gì á? Lên này. Nước đang lớn á. Mồi cắm lại vô đồ cũ luôn hả? Dạ quan gọi cái dạ quan nó chiếu lại ha. Chiếu hoàn toàn không bằng cái vàng. Vàng chứ nó vậy. Gì chó sủa à? Chó sủa à? Phải đây không? Phải đây không? Ngoài đây qua mình đây. Chó sủa ở đâu rồi đâu. Lúc câu hết rồi.
Cái hả? Cần không à? Không. Không thì cá là sảy à? Không. Sảy không? Sảy quấn thôi. Quấn lử. Cá nó sảy quấn lử. Ôi ôi, nước lúc hết trơn cả nhà ơi. Nhập bình địa thôi luôn. Hết biết cây cầu nằm đâu luôn rồi nè. Ôi ôi ôi, kìa 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 kìa, cái gì dũng nhích mày đó kìa đâu. Đó đó đó, đây 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 đây. Ui. Ui vô cái cây. Ui cái cha, cái chê, cái chê. Cái chê mà là cá cha. Cá hồng cá hồng. Những đồ cá cha. Cá cha, họ chê. Nhiều uống không ha. Ôi ôi. Dỡ lên, dỡ lên đâu. Chơi quá đã. Có thì một cái trắng không bọc. Kiên trắng luôn. Quá y. Trên này chơi trắng không à. Khó gỡ nè, ăn chua lâu đứa dính ác quá à. Ác quá cũng khó gỡ. Múc mũi khăn á, mũi khăn cuộn luôn thật. Ô dính này, dính này, dính này. Đó 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 nó như cỏ, cho dưỡng rồi, nó như cỏ, ok ok ok, cá chê, có lý có lý, chê nữa chê trắng không à, trắng. Trắng này em nghe nói là cá chê trắng này nó dài lắm phải không anh? Dài. Dài ngon. Cái này nướng á. Cái này nướng nó ăn chua cũng ngon chứ không? Rồi. À, mềm nữa. Rồi. Mình xem cái thùng cá này giờ mấy anh em được rồi cả nhà. Đó. Mới rồi cả nhà. Cũng 60 con vậy. Rồi gài lại. Anh đã để cái này đem lên là em rửa cho nó bỏ miếng nước vô ha. Trong lỗ chứ hay nào. Ồ ồ dính rồi. Làm ơn đâu. Đó 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 đó. Đó. Vậy giờ mới đã nè cả nhà. Cá chê, cá chê, cá chê. Cá chê. Trắng cỏ luôn. Cá trắng nữa. Cá trắng không à? Trắng không. Mày thử bự. Kéo bên đầu rồi. Đi ra xem cái nào. Đó, ha ha. Rồi. Đúng rồi. Cầm trùng sẵn đi, hết màu rồi mình móc luôn. Cái này không dính. Mồi à. Cái bờ đây
cắm cái mìm của anh em nè. Hết chiều. Ôi cái trắng nữa. Ôi. Vậy. Chì trắng không em, có chì vàng luôn. Trắng không. Bên này vô bài cá chê trắng nè. Dính đây mà thấy màu vàng vậy? Vàng da nhiều rồi đó nha, nãy giờ nhiều đó, chục con mấy con rồi đó. Nè, đây mình có cái chê lai nữa mà, lai hay trắng, chê lai, chê lai như vậy không biết, cái này chê lai quá. Chê nữa. Ồ, liệt liệt càng nữa cả nhà. Ôi quả đi của em. Vô mảnh nào, Chín liên tục đúng không anh? Quả đã. Ui. Vậy hả? Ôi. Dính liên khúc luôn. Bữa nay giờ bảo cá cá luôn cả nhà ơi. Oh.
Cái này là sáng rồi mình thăm mình dính mới nữa. Ừ, dính nữa. Dính chắc. Có về luôn chưa, gọi trên đây đi làm xem. Ô, dính, 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 dính. À, dính một con nữa cả nhà. Nhịp nhịp cây, lúc cây luôn cả đâu. Lúc cây luôn hả? Có thứ bảy ha. Hết nhỡ gì. Kìa kìa kìa. Dính luôn. Cá bự à, cá này bự à. Quấn luôn. Không lên đậu ơi. Đậu ơi. Cá trứng không? Rồi ăn cơm đi. Rồi. Cá bự. Trứng nha. Trứng không? Cá còn bự nha. Cá bự bự vậy đó mới ngon. Ở trên kia anh cắm những con là không có dốc, những con có 300g, 400g con cá trắng. Anh có lùi sỉ luôn. Cái này ác tay anh kìa, quên đầu rồi. Khúc này anh đậu được 2 con hả ta? 2 con à? 2 con à? 3 con, 3 con. Đường này nè. Ở trong đó gì mà có cá ha, những kinh đây đó. Người ta nó ăn cá lồng tông. Có 8 cái lồng nó chục chục vậy đó. Mấy chùm bự bự như móng cũng dễ. Chùm này chùm cơm không. Cho anh đậu phải 8 con rồi mới đặt cái tiêu nha. Ôi, dính. Ôi 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 trời. Rồi ha, quá ngon ha. Cá chè trứng không? Trứng không. Bụng đó. Nó rút đọt kìa. Trứng không? Lúc không? Thôi rồi đâu. Nó gịch lúc chứ. Quắn ở dưới rồi, quắn ở dưới gì rồi. Ừ.
thước á, sâu nó như muốn vịt lên. Rồi đứng rồi 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 chết bèo đi, chết ngắt. Mười nhỏ nhỏ gì cá cũng gớm quá ha. Đây là cả nhà, đây là cái thành quả của mấy anh em cắm câu chiều bây giờ này nha. Bữa nay dính khá là nhiều cá luôn nha. Cá ngon ngon không thấy chê. Đó. Cũng nhiều nha, tầm 2 kg nha. Ối, rồi cả nhà, thì anh mấy anh em sẽ về tắm rửa nghỉ ngơi cả nhà. Hẹn cả nhà sáng mai đi thăm câu tiếp tục nha. Cả nhà, sáng hôm nay mấy anh em tiếp tục đi thăm câu và cuốn câu cả nhà. Thì dòng sáng hôm nay đi cũng dính được trời ẩm cá, mồm vừa xong cái chợ mưa quá trời luôn. Chết anh đâu? Đi mà anh đâu? Nước kém quá. Xuống ghê ta. Nước xuống hỏng câu lên trời đó chứ. Hỏng cả trời. Giờ mấy anh em đi thăm câu đó cả nhà, dính cá mấy anh em sẽ quay lại cả nhà mình xem cả nhà. Ở đó con cằn nữa gì đó. Quá trời nước. Ôi nước nó xuống nha. Sớm giờ cuốn cũng được mới cả nhà, tàn hỏng hỏng trên nước quá trời giật xuống. Xuống quá xuống. Ôi dính đây con nè, nằm bờ luôn, nằm bờ luôn. Trời ơi nước nó giật xuống này. Cái gì cũng treo luôn. Nước nó hỏng cái hỏng không câu luôn. Nước quá gì giật xuống. Thôi rồi, treo bự ha. Cái gì trắng à? Hôm hôm rồi cắm rồi nước này nó lớn lắm cả nhà, nó chảy vô giờ nước gầm quá gầm xuống khô đáy luôn. Cá vô cá vô ọc nhà ọc bù cục á. Ừ vô cái ống bên đó quá. Ờ ống như vậy nó lóc lên đó. Con này hôm nhà bự nhất à. Giờ nè, nước nó kém xuống cái nhà, cá nó vô mấy cái thân bọng rồi lóc nhọc ọc 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 chứ. Cái rô trứng không em, cá rô trái veo đi. Cái này có dính hình đâu ngồi vô mắt cái nhà dính cái rô nữa nè. Rô chậm bông đây nè, hù hù nè, rô đã ha. Trời mưa đường đất khó đi quá nha. Cái gì vậy? Chê. Dính chê, cái chê, cái chê, cái chê. Ôi ôi. Ui, chê bự quá. Móc này con mắt luôn. Mà chẳng mắt không? Có anh em góp ý nào gì? Cá này nè mình lấy tấm vải theo mình để nó xuống đất cái mình chùm ở đây cái là mình bóp nó phá hay xong. Ừ. Dễ bắt
cũng như là chơi là lấy bồng chùm đó, chơi chùm mền, chùm mền lại. Vô ngay cái vườn chuối luôn. Trời ơi, trời đâu lúc dưới luôn. Có không đâu, có không? Có gì đó. Em con chê. Không có chơi bị con gì cạp luôn rồi. Chuột. Hồi nãy có mấy con thấy em chạy cụt đó. Có cạp không? Cạp, cạp lưng, chuột, cạp. Bị gì cạp lưng. Chuột cạp lưng cái quay luôn. Trời ơi. Kênh leo nước bình bình cắm tại chuối. Nước cạn dơi rồi nha, được không hôm cắm lúc trên đây. Giờ đi giật lúa của dưới đó luôn. Quá xuống nữa, quá xuống. Không thì ghê không, nước thì cái cầm cái cầu này bờ giật lúc ở dưới đó, đó. Ôi cái cầu này sao. Ô dính cá kìa. Ô dính cá chê. Nó nằm đó. Cá chê nằm này đó nha. Treo lên luôn. Cái nước quá xuống không treo sao được. Nước à, cắm cái cây cầu ở đây là nhà mà nước này giật lúc dưới đó. Không cầu thịt khô luôn. Khô luôn. Cá lóc lên nó ăn á. Nước nó giật. À, tới đến đâu. Đây này cả nhà, đây là cái thành quả buổi sáng của mấy anh em nè. Vô câu nó dính, nó gì vô câu hỏng quá hỏng đó cả nhà. Cho nên dính được có mấy con. 3 4 5 con gì đó cả nhà. Rồi, video của mấy anh em cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà. Cả nhà video sau nha. Giờ xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi.